Bây giờ là nhà cửa sạch sẽ trắng bóc luôn rồi cô chú. Đây là những bé ngủ ở trong nhà. Đừng con. Buổi tối á, vợ chồng Ti á, có lấy một ít hạt để ngay giữa nhà vậy nè. Bé nào mà đói bụng á, thì sẽ ăn. Đấy, dành nhau cánh lộn đi. Thôi nha, nghe đâu. Thôi. Và đây là những tình yêu ngủ ở phía trước. Sống với Ti là free nha. Ê, trời ơi, thằng bé đẹp trai. Sao con, trời, không mừng con buồn hả? Không mừng bé hả? Mẹ đi đâu về là phải mừng bé nha. Đây là các bé ngủ ở phía bên tay trái từ ngoài vô. Bé cuốn mù này á, bé nó khỏe mạnh và nó biết đường đi hay sao cô chú. Nên Ti thả bé luôn. Trời ơi, mọi người thấy không, mấy cái này là chuồng inox nè, vậy mà chó cắn á, gãy hết. Những cái bao đồ lộn xộn trên giường á là của cô chú cho các bé đó, xong Ti để đây nè, cho các bé nằm. Có nệm nữa, nệm mọi người cho, Ti cũng lót ở đây cho các con nằm. À, các con nằm, thằng gấu nó ôm cái xe luôn. Đây là các bé ở phía bên này. Đây là những bé ngủ ở chỗ mái che mà vợ chồng Ti để cái xe tải, là các con thích nằm ở đâu nằm đó. Trong lúc mà xe không hoạt động á, thì Ti cũng để mở cửa ra cho các con leo lên đây ngủ. Có một số bé thì ngủ ngoài trời. Ti đang rất buồn về chuyện này, tại vì cái phía này là không có mái che. Nếu mà trời mưa á, là vợ chồng Ti phải ra bế từng đứa vô luôn đó mọi người.